Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi chia sẻ với các bạn sơ đồ nguyên lý mạch khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha ở chuyển quay trực tiếp qua cực kháng. Sơ đồ nguyên lý: bên này là mạch động lực, bên này là mạch điều khiển. Nguyên lý làm việc: ta lắm cổ dao CD cấp nguồn cho mạch. Ta muốn động cơ quay theo chiều thuận, ta ấn nút MT, cuộn dây khởi động từ T có điện. Tiếp điểm thường mở T35 đóng lại, tự duy trì. Tiếp điểm thường đóng T13-15 mở ra để tránh tác động làm việc đồng thời của cuộn dây khởi động từ L có điện. Tiếp điểm thường mở T317 đóng lại, cuộn dây của dây nghe thời gian có điện. Đồng thời tiếp điểm T bên mạch động lực đóng lại, động cơ D có điện và chạy thông qua cộng kháng. Sau một thời gian đặt trước, tiếp điểm thường mở bóng chậm RTH17-19 đóng lại, cuộn dây khởi động từ K có điện. Đồng thời tiếp điểm K bên mạch động lực đóng lại, đưa nguồn điện 3 pha trực tiếp vào động cơ. Động cơ tiếp tục tăng tốc. Ta muốn động cơ chạy theo chiều ngược, ta ấn nút ML, cuộn dây khởi động từ L có điện. Tiếp điểm thường mở L311 đóng lại, tự duy trì. Tiếp điểm thường đóng L79 mở ra để tránh tác động đồng thời của vật khởi dây khởi động từ T có điện. Tiếp điểm thường mở L317 đóng lại, rơ neo thời gian có điện. Sau một đồng thời tiếp điểm L bên mạch động lực đóng lại, động cơ D có điện và chạy thông qua cộng kháng. Sau một thời gian đặt trước, tiếp điểm RTH17-19, tiếp điểm thường mở bóng chậm bóng lại, cuộn dây khởi động từ K có điện. Đồng thời tiếp điểm K bên mạch động lực đóng lại, đưa nguồn trực tiếp 3 pha vào động cơ. Động cơ tiếp tục tăng tốc. Ta muốn dừng máy, ta ấn nút D, cuộn dây khởi động từ T hoặc L mất điện. Tiếp điểm T bên mạch động lực T L mở ra, động cơ D mất điện và dừng tự do. CD là cầu dao tóm tắt nguồn điện. Cầu chì CC1 bảo vệ ngấn mạch cho mạch động lực. Cầu chì CC2 bảo vệ ngấn mạch cho mạch điều khiển. Rơ neo nhiệt bảo vệ quá tải cho động cơ. Tôi vừa chia sẻ với các bạn sơ đồ nguyên lý mạch khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha trực tiếp đảo chiều quay thông qua cộng kháng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.